Kính chào quý khán giả đang theo dõi bản tin thành phố Tây Ninh của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Trong bản tin hôm nay, mời quý khán giả điểm qua những tin chính. Họp mặt doanh nghiệp nhân ngày kỷ niệm 78 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam. Thành phố Tây Ninh có 7 trên 7 phường đạt chuẩn phường đô thị văn minh. Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam, thành phố Tây Ninh vừa tổ chức họp mặt doanh nhân năm 2023. Hiện nay trên địa bàn thành phố Tây Ninh có khoảng 1.600 doanh nghiệp đang hoạt động. Những năm qua, cộng đồng doanh nghiệp đã có những bước phát triển mới, quy mô, lĩnh vực hoạt động của các doanh nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực, phù hợp với sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Qua đó đã góp phần giải quyết việc làm, thu nhập cho người lao động và đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố, đồng thời cùng chính quyền thành phố thực hiện công tác an sinh xã hội. Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Lê Minh Thế, Bí thư Thành ủy, bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đến các doanh nhân, cộng đồng doanh nghiệp đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển chung của thành phố trong thời gian qua, đồng thời mong rằng trong thời gian tới, các doanh nhân, cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục đồng hành cùng cấp ủy chính quyền thành phố vượt qua khó khăn, xây dựng doanh nghiệp cũng như thành phố ngày càng phát triển. Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Tây Ninh vừa tổ chức phiên giải trình kết quả tổ chức triển khai thực hiện xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh giai đoạn 2020-2025 đối với Ủy ban Nhân dân thành phố, bà Nguyễn Thị Hồng Loan, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố chủ trì hội nghị. Từ năm 2020 đến nay, công tác xây dựng đô thị và cải thiện hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị trên địa bàn thành phố được quan tâm đẩy mạnh thực hiện. Đến nay, các phường đều có trên 70% số hộ dân có nhà kiên cố, phù hợp với kiến trúc chung của đô thị, từ 90% trở lên, đường phố được chiếu sáng, mạng lưới y tế ngày càng phát triển, đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, 7 trên 7 phường đạt chuẩn phường đô thị văn minh. Bà Nguyễn Thị Hồng Loan, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố cần tiếp tục quan tâm, chỉ đạo cơ quan chuyên môn, rà soát tất cả các tiêu chí theo chuẩn đô thị văn minh đối với các phường, có giải pháp chỉ đạo để duy trì các tiêu chí phường đạt chuẩn đô thị văn minh, tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân bằng nhiều hình thức phù hợp tình hình địa phương. Ngày 13 tháng 10, Ban chấp hành Thành đoàn Tây Ninh tổ chức hội nghị lần thứ 7 phiên đột xuất bầu bổ sung Ủy viên Ban thường vụ, chức danh Phó Bí thư Thành đoàn khóa 12 nhiệm kỳ 2022-2027. Tại hội nghị, Ban chấp hành Thành đoàn khóa 12 thực hiện quy trình kiện toàn bầu bổ sung chức danh Phó Bí thư Thành đoàn khóa 12 nhiệm kỳ 2022-2027. Theo đó, anh Nguyễn Văn Hào, Ủy viên Ban chấp hành Thành đoàn, Bí thư Chi đoàn khu hành chính thành phố, chuyên viên văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố giữ chức vụ Phó Bí thư Thành đoàn khóa 12, nhiệm kỳ 2022-2027 với số phiếu bầu đạt tỷ lệ 100%. Phát biểu nhận nhiệm vụ, anh Nguyễn Văn Hào trân trọng cảm ơn sự tin tưởng của các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Ban Thường vụ Thành ủy, đồng thời hứa sẽ tiếp tục rèn luyện, học tập, nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, tiếp tục xây dựng công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên thành phố ngày càng vững mạnh. Ngày 17 tháng 10, tại Nhà văn hóa dân tộc ấp Tân Lập, xã Tân Bình, thành phố Tây Ninh, bà Nguyễn Thị Thanh Sơn, Phó Ban Văn hóa Xã hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh, cùng lãnh đạo thành phố Tây Ninh đã đến chúc mừng Tết cổ truyền Saun Kokamun của đồng bào Tà Mung thuộc hai xã Tân Bình và Thành Tân. Đoàn đã trao tặng nhiều phần quà chúc mừng bà con đồng bào Tà Mung đón Tết cổ truyền thật vui tươi hạnh phúc. Dịp này, chính quyền địa phương hai xã Tân Bình, Thạnh Tân trao tặng 100 phần quà cho các em thiếu nhi đồng bào Tà Mung có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi phần quà trị giá 200.000 đồng do Ban cai quản họ đạo xã Tân Bình, thành phố Tây Ninh hỗ trợ. Hiện nay, trên địa bàn hai xã Tân Bình và Thạnh Tân có 95 hộ đồng bào dân tộc Tà Mung đang sinh sống. Trong những năm qua, được sự quan tâm của lãnh đạo đảng và nhà nước, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, đời sống của người dân đồng bào Tà Mung ngày càng phát triển. Nhân dịp lễ Sen Don Ta của đồng bào dân tộc Khmer vừa qua, lãnh đạo tỉnh, thành phố, chính quyền địa phương trao tặng nhiều phần quà, chúc quý sư sãi, người có uy tín và đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn xã Thành Tân. Dịp này, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo thành phố và Chùa Như Lai trao tặng 50 phần quà cho các hộ đồng bào dân tộc Khmer có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng, gồm gạo, nhu yếu phẩm và tiền mặt. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thành phố Tây Ninh hôm nay. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong các bản tin tiếp theo.